Công ty Golden Heal hân hạnh giới thiệu sản phẩm Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc với Fai TV qua số 0452 067 535 hoặc email vftv 2022 gmail com Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài VTA. Kính thưa quý khán giả của đài VTA, Thủ tướng Albanese có thể phải đối mặt với khả năng mất toàn bộ số ghế trong cuộc bầu cử sắp tới, theo nhận xét của đài Sky News. Cũng trong sinh hoạt chính trị, chính phủ lao động đang gặp thách thức khi tòa án xác nhận lệnh áp đặt giới nghiêm và đeo vòng giám sát điện tử ở chân đối với hơn 200 người tị nạn được thả tự do, gọi là NZYQ, là hành động bất hợp pháp. Liên quan đến thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân, Camera đang xem xét chương trình cấp thị thực AUKUS để lấp đầy vị trí nhân sự chuyên môn đang chống tại Úc. Trong đời sống đắt đỏ hiện nay, xu hướng thuê áo váy để đi tiệc ngày càng trở nên phổ biến tại Úc. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Năm, ngày 7 tháng 11 năm 2024 của đài VTA. Đầu tiên là tin sinh hoạt chính trị. Thủ tướng Albanese đối mặt với khả năng mất toàn bộ số ghế trong cuộc bầu cử sắp tới. Đảng Lao động đã có cuộc họp kín vào thứ Ba vừa qua, và trong cuộc họp này, Thủ tướng Albanese đã bày tỏ tự tin là Đảng Lao động không những sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, mà còn có thể có nhiều ghế hơn so với chính phủ lao động hiện tại. Tuy nhiên, sự tự tin này của Thủ tướng đã bị dập tắt ngày hôm qua sau khi tờ The Guardian phổ biến kết quả thăm dò mới nhất, qua đó cho thấy đảng lao động đang tụt hậu ở mức 49 chống 91% trên cơ sở ưu tiên của hai đảng. Giám đốc Redbridge Group, ông Simon Wells nói với Sky News rằng mặc dù vẫn có khả năng đảng lao động giành được đa số, nhưng có vẻ như khả năng này không cao. Theo ông Simon Wells thì những cử tri thậm chí không cân nhắc đến đảng tự do cách đây 10 năm này đã bắt đầu chú ý đến lãnh đạo đối lập Peter Dutton. Ông Albanese đã trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp lãnh đạo của mình khi ông cố gắng hạ thấp một loạt vụ bê bối trong những tuần qua. Lần đầu tiên ông bị chỉ trích là khi ông khiến những người ủng hộ người khuyết tật tức giận bằng cách chế giễu thủ quỹ đối lập Angus Taylor và hỏi liệu ông có mắc hội chứng nói lắp hay không. Kể đến là sự kiện thủ tướng đã mua một ngôi nhà trên vách đá trị giá 4.3 triệu đô la ở Central Coast trong lúc cư dân Úc không có nhà để ở vì lãi suất cao và đời sống đắt đỏ. Tiếp theo là vụ bê bối về việc được nâng hạng vé máy bay miễn phí từ hãng hàng không Qantas trị giá hàng chục ngàn đô la. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Newspo, thì tỷ lệ cử tri ủng hộ Albanese trong vai trò thủ tướng đã giảm xuống mức âm 14, là mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức tại Canberra hồi tháng 5 năm 2022. Với cuộc bầu cử liên bang dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2025, cả hai đảng sẽ phải làm rất nhiều việc để thuyết phục cử tri rằng họ là đảng tốt nhất để lãnh đạo đất nước tin sinh hoạt chính trị. Lệnh giới nghiêm và đeo vòng kiểm soát điện tử cho nhóm NZYQ là bất hợp pháp. Chính phủ liên bang đang có động thái khẩn cấp về việc tái áp dụng thiết bị theo dõi điện tử thường được đeo ở mắt cá chân đối với những người được thả khỏi trại giam giữ người nhập cư theo quyết định NZYQ của tòa án tối cao sau một phán quyết tiếp theo ngày hôm qua khi tòa án cho rằng những điều kiện đó là bất hợp pháp. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết ông đang điều chỉnh các quy định để có thể đưa ra luật mới vào ngày mai, Ngoài ra ông Tony Burke cũng cho biết, quyền lực của chính phủ sẽ được gia tăng trong việc trục xuất những người đã bị hủy thị thực. Hơn 200 người bị giam giữ vì lý do nhập cư đã được thả kể từ khi tòa án tối cao phán quyết vào năm ngoái 2023 rằng việc giam giữ liên tục một người được gọi là NZYQ là bất hợp pháp. Bản cập nhật từ Bộ Nội vụ xác nhận rằng trong số 224 người bị kết tội giết người hoặc cố ý giết người thì có ít nhất 12 người bị kết tội là cố ý giết người, 66 người phạm tội xâm hại tình dục, 97 người đã tấn công người khác và 15 người đã có hành vi bạo lực gia đình và chỉ có 5 người duy nhất phạm tội ở mức độ thấp. Trong số hơn 200 người được thả thì có 150 người đã phải đeo thiết bị theo dõi bằng điện tử và 130 người phải tuân thủ lệnh giới nghiêm sau khi luật cho phép áp dụng các điều kiện nghiêm ngặt đó được thông qua tại Quốc hội với sự nhất trí của cả hai đảng. Kể từ khi được thả 65 người đã bị buộc tội trở lại, chủ yếu là vi phạm các điều kiện được tại ngoại. Và theo phán quyết của tòa án tối cao ngày hôm qua thì các điều kiện đó là hình phạt mà chỉ tòa án mới có thể áp dụng. Do đó chính phủ cần phải đưa ra luật mới ngay lập tức để đảm bảo hơn 200 người được tự do theo bản án NZYQ vẫn có thể tiếp tục bị giám sát chặt chẽ bởi cảnh sát. Cũng tin sinh hoạt chính trị. Chính phủ Albanese xem xét cấp thị thực AUKUS để giúp cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc. Chính phủ Úc có thể đang xem xét một thỏa thuận thị thực AUKUS dành cho những lao động quốc tế có chuyên môn đến Úc để hỗ trợ quá trình phát triển và xây dựng hệ thống tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Phát biểu tại hội nghị của Viện Nghiên cứu về tàu ngầm của Úc ở Canberra vào thứ Ba, Đại sứ Hoa Kỳ Caroline Kennedy cho biết, Hoa Kỳ và Úc cần tăng cường kết nối giữa các hệ thống, giúp tiến hành dễ dàng và nhanh hơn, và thị thực mang tên AUKUS là cách để thúc đẩy điều này. Úc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh là ba quốc gia cùng thực hiện Hiệp định Tam Cường AUKUS để giúp nước Úc xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống tàu ngầm hạt nhân đầu tiên tại Úc. Thỏa thuận này cũng sẽ chứng kiến Hoa Kỳ và Vương quốc Anh chuyển giao vật liệu và thiết bị tàu ngầm cho những chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai của Úc. Trong một chuyến ghé thăm Canberra vào thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Moss cho biết, thỏa thuận AUKUS là vì lợi ích tốt nhất của nước Úc và sẽ chứng kiến quốc gia này được hưởng lợi về mặt chiến lược từ Anh và Hoa Kỳ. Ông Mouse cũng cho biết thêm, chính quyền Albanese đang xem xét cách chương trình tàu ngầm có thể dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của mọi người và việc cấp thị thực AUKUS có thể nằm trong kế hoạch. Thỏa thuận tàu ngầm AUKUS sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho bờ biển Úc, đáng chú ý nhất là củng cố hải quân Úc. Nhiều cơ hội sẽ mở ra cho người lao động Úc, nơi họ có thể làm việc và học hỏi từ Hải quân Anh và Hoa Kỳ vì sẽ có nhiều chuyến thăm đến các cảng của Úc hơn của hai lực lượng hải quân này. Việc chuyển giao chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia của Hoa Kỳ cho Hải quân Hoàng gia Úc dự kiến sẽ được hoàn tất vào đầu những năm 2030. Tin đời sống xã hội. Xu hướng thuê mướn quần áo ngày càng gia tăng tại Úc. Việc chi hàng trăm hoặc hàng ngàn đô la cho một chiếc váy đắt tiền hiện đang nằm ngoài ngân sách của nhiều người Úc, do đó tại Úc đã xuất hiện một xu hướng mới là thuê váy để mặc tại các sự kiện quan trọng. Mặc dù dịch vụ cho thuê đồ cưới đã có từ nhiều thập kỷ, thế nhưng việc cho thuê những chiếc váy dạ hội đắt đỏ thì chỉ mới phổ biến trong vài năm qua và điều đáng quan tâm là dịch vụ này đang ngày càng trở nên phổ biến và được ưa chuộng bởi thành phần phụ nữ trẻ tuổi. Các cửa hàng cho thuê váy thường cho phép khách hàng duyệt qua kho hàng của họ, tìm một chiếc váy phù hợp và đặt cọc nếu muốn thuê cho một sự kiện nào đó. Thông thường các doanh nghiệp cho thuê váy đều cho mọi người thuê một chiếc váy trong 4 ngày cửa hàng sẽ lo khâu vận chuyển và giặt khô trước và sau khi thuê váy. Vì vậy, tất cả những gì khách hàng phải làm là trả lại váy mà không bị hư hỏng. Nhiều cửa hàng cho thuê còn cung cấp cho người tiêu dùng khả năng trở thành bên cho vay, nghĩa là mọi người có thể giao váy cho doanh nghiệp để họ thuê thay. Theo báo cáo dữ liệu quần áo mới nhất của Hội đồng Thời trang Úc Châu, hơn 200.000 tấn quần áo tại Úc đã bị trôn lấp trong năm 2018-2019. Báo cáo cũng phát hiện ra rằng người Úc là một trong những người mê thời trang nhất thế giới, với khoảng 1.4 tỷ quần áo mới được may hoặc nhập khẩu mỗi năm. Điều đó tương đương với 56 quần áo mới cho mỗi người Úc trong một năm. Việc thuê trang phục được tự hào là mô hình thời trang bền vững để giải quyết cuộc khủng hoảng trong ngành thời trang nhanh. Phó giáo sư Timo Rissanen cho biết, mọi bộ quần áo đều có khí thải carbon và càng được mặc nhiều thì tỷ lệ carbon thải ra không khí càng giảm. Tin an toàn đời sống Avonstone bị phạt 450.000 đô la sau khi một công nhân bị đè chết dưới hai phiến đá. Avonstone, một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm bằng đá của Úc, đã bị phạt 450.000 đô la sau khi một công nhân 56 tuổi bị đè chết dưới hai phiến đá nặng hơn 600 kg. Avonstone bị phạt vì đã không có các biện pháp an toàn phù hợp tại thời điểm công nhân Anton Bauer bị đá đè dẫn đến tử vong ngay tại nhà kho của công ty ở Beresfield, Sydney. Thông tin từ news.com.au cho biết tai nạn đã xảy ra vào sáng ngày 20 tháng 8 năm 2022 khi ông Bauer đã cùng với đồng nghiệp di chuyển các phiến đá để khách hàng kiểm tra. Tuy nhiên, vào lúc 11 giờ 15 phút sáng, người đồng nghiệp đã rời vị trí để đi vệ sinh và quay lại khoảng 4 phút sau đó. Nhưng khi quay lại thì đã thấy ông Bauer nằm dài trên sàn, bị đè bẹp bởi một phần của hai phiến đá, mỗi phiến nặng 315 kg. Tòa án kết luận công ty Avonstone đã không có hệ thống để ghi lại hình ảnh khi nhân viên di chuyển các phiến đá để có thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Ngoài ra, cũng không có hệ thống giám sát nào được áp dụng để đảm bảo nhân viên khi làm việc phải tuân thủ quy định về an toàn công việc. Avonstone đã nhận tội tại tòa vì đã không thực hiện nghĩa vụ về sức khỏe và an toàn lao động. Luật sư của Avonstone cho biết 450.000 đô la đã được đầu tư để cải thiện thiết bị và quy trình, bao gồm cả việc lắp đặt cần trục trên cao tại nhà kho ở Sydney. Sau đây là tin từ Nam Úc. Cảnh sát thúc đẩy việc cấm mua thuốc lá bất hợp pháp. Ủy viên cảnh sát Nam Úc cho biết chính quyền tiểu bang nên cân nhắc và nên xem việc mua thuốc lá chợ đen giá rẻ là hành vi phạm tội. Cảnh sát cho biết kể từ tháng 7 đến nay đã có 19 vụ tấn công đốt phá trên khắp Adelaide có liên quan đến các tổ chức tội phạm có tổ chức trong hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp trên thị trường chợ đen. Cảnh sát đã tịch thu hàng triệu đô la thuốc lá lậu và chặn ba xe tải chở các sản phẩm bất hợp pháp như một phần của chiến dịch có tên gọi là Eclipse, trong khi 1.5 triệu đô la sản phẩm bất hợp pháp cũng đã bị tịch thu trong các cuộc đột kích tại các vùng nông thôn. Ủy viên cảnh sát Grant Stephens cho biết ông muốn nhìn thấy việc mua thuốc lá giá rẻ trở thành hành vi phạm tội ở Nam Úc. Bộ trưởng Y tế Chris Picton cho biết luật này nằm trong tay ông. Trong khi đó, Bộ trưởng Cảnh sát Dan Cregan thì cho rằng nghiện thuốc lá được coi là vấn đề sức khỏe và không có kế hoạch tăng cường thực thi đối với những cá nhân nghiện. Cuối cùng là tin về một vụ hỏa hoạn thiêu dụi ngôi nhà cổ ở Nam Úc. Cảnh sát Nam Úc hiện đang điều tra một vụ cháy đáng ngờ đã phá hủy một ngôi nhà được công nhận là di sản của tiểu bang. Ngôi nhà Willunga có tuổi đời 164 năm tuổi đã bốc cháy sau một vụ nổ lớn khiến những người hàng xóm giật mình tỉnh giấc vào khoảng 5 giờ sáng Vụ nổ mạnh đến mức thổi bay mái nhà và làm kính bay khắp đường, buộc những người dân gần đó phải sơ tán khi lính cứu hỏa chiến đấu với đám cháy. Các nhà điều tra nghi ngờ có người cố tình phóng hỏa về ngôi nhà cổ này đã không có người ở trong một thời gian khá lâu. Được xây dựng vào năm 1860, ngôi nhà cổ này là một phần quý giá trong lịch sử của cộng đồng thổ dân. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của VietTV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.